Xin chào, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Thế Giới Bí Ẩn và mình là Anh Thi. Vì sao Tôn Ngộ Không chỉ đứng thứ 7 trong top 13 cao thủ Tây Du Ký? Nói đến bộ phim Tây Du Ký năm 1986, hẳn nhiều game thủ 8X và 9X đời đầu vẫn còn rất nhớ đến nhân vật Tôn Ngộ Không do nghệ sĩ Lục Tiểu Linh đồng thủ vai. Đó là một phần tuổi thơ dữ dội không thể quên đối với nhiều người Việt Nam và nhiều nước khác ở châu Á. Đây được coi là một trong những bộ phim tượng đài của màn ảnh Hoa ngữ khi chiếm tỷ lệ người xem cao ngất ngưỡng tới 80% toàn đại lục và nhiều quốc gia khác. Vậy tại sao Tôn Ngộ Không lại chỉ đứng thứ 7 trong top 13 cao thủ Tây Du Ký? Hãy cùng tìm câu trả lời trong video sau đây. Mọi người ơi, mọi người đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Thế Giới Bí Ẩn nha. Và cũng đừng quên nhấn nút thông báo bên cạnh để nhận những clip mới nhất từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Sở hữu 72 phép thần thông biến hóa khôn lường và có cái gậy như ý là một trong những vũ khí lợi hại, nhưng Tôn Ngộ Không lại không phải là người mạnh nhất trong Tây Du Ký. Đứng đầu, Lão Tổ Bồ Đề. Đứng ở vị trí đầu tiên là Lão Tổ Bồ Đề, sư phụ của Tôn Ngộ Không. Bồ Đề Tổ Sư ẩn cư tại Tây Ngưu, Hải Châu, ở trong linh đài Phương Thôn Sơn, Tam Nguyệt Tam Tình Động. Linh đài Phương Thôn Sơn được gọi tắt bằng chữ đầu và chữ cuối là Linh Sơn, và Tam Nguyệt Tam Tinh chính là vật trên thiên thượng ám chỉ bầu trời. Hợp nhất chúng lại chính là thiên thượng Linh Sơn. Trong chương hồi của Tây Du Ký thì võ công của các đồ đệ Bồ Đề được nhắc tới là vô cùng đa dạng, có những cao thủ như là Tiểu Đạo Đông, Ngon Giữa Phun Lửa. Theo nhiều dữ kiện trong Tây Du Ký thì Bồ Đề sư phụ chính là sư đệ của Phật Tổ Như Lai. Vì thế nên khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thì chỉ có Phật Tổ Như Lai mới trị được Tôn Ngộ Không. Thứ hai, Trứng Nguyên Đại Tiên. Vị trí thứ hai là Trứng Nguyên Đại Tiên. Theo đạo giáo của Trung Hoa thì Trứng Nguyên Tử hay Trứng Nguyên Đại Tiên là một trong ba vị đại tiên của Địa Liệt Tam Tôn. Ngay được xem là ông tổ của dòng địa tiên, và với một thân thế như vậy thì Trứng Nguyên Tử là một trong những vị truyền nhân đạo gia có đạo hạnh thâm sâu và địa vị không nhỏ. Trong Tây Du Ký thì Tôn Ngộ Không chỉ có hai lần chịu thua, một lần là chạy không thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ Như Lai và chịu kiếp bị giam giữ chân Ngũ Hành Sơn 500 năm. Lần thứ hai là đụng độ với Trứng Nguyên Tử vì tinh nhân sở hữu cây nhân sâm quý ở Ngũ Trăng Quang. Tôn Ngộ Không cũng không thoát khỏi được ống tay áo của Trứng Nguyên Tử. Vì vậy mà nhiều người hâm mộ cũng tin rằng Trứng Nguyên Tử có tay phép ngang với Phật Tổ Như Lai. Tuy nhiên, chính Trứng Nguyên Đại Tiên cũng thừa nhận mình không làm gì được Tôn Ngộ Không, chỉ có thể tạm thời giam giữ mà thôi. Thứ ba, Hoàng Sư Tinh. Hoàng Sư Tinh xếp ở vị trí thứ ba, yêu quái này chính là con sư tử ở động Hổ Khẩu thuộc núi Báo Đầu. Xếp về lai lịch thì là cháu nuôi của Cửu Linh Nguyên Thánh. Trong nguyên tác thì từng trộm binh khí của ba thầy trò Đường Tăng. Trong chuyến phò tá Đường Tăng đi thỉnh kinh thì đến nước Ngọc Hoa, vũ khí của ba huynh đệ Tôn Ngộ Không bị con sư tử Tinh lấy mất. Để ăn mừng thì Hoàng Sư Tinh đã có mở tiệc đình ba vô cùng đình đình. Vì tức rằng mà Tôn Ngộ Không đã sang bằng động sư tử, bởi vậy mà Lão Tổ sư tử đã xuất hiện để trả thù. Tên ma vương này trong nháy mắt đã bắt gọn được Đường Tăng, Bác Giới, Sa Tăng và ba người con của quốc vương. Tôn Ngộ Không may mắn đã trốn thoát, sau đó thì đành mời Bồ Tát xuống hàng phục. Thứ tư, Nhị Lang Thần. Điều thứ tư là Nhị Lang Thần. Trong di nghĩa phong thần thì Nhị Lang Thần đã vô địch thiên hạ. Còn trong Tây Du Ký thì dù chỉ đứng ở vị trí thứ tư, nhưng Nhị Lang Thần cũng khiến cho Tôn Ngộ Không phải khốn đốn. Nếu như mà Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa thần thông thì Nhị Lang Thần biết đến 73 phép biến hóa. Hơn nữa còn có 3 con mắt để có thể nhìn thấu được thế võ của Ngộ Không. Vì vậy thì rõ ràng Nhị Lang Thần lợi hại hơn Tôn Ngộ Không rất nhiều. Hạng năm là Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi là con của Ngư Ma Vương nên có tính tình ngông cuồng, không coi ai ra gì. Vì vậy mới có một trận đánh long trời lở đất với Tôn Ngộ Không ở Hỏa Diệm Sơn. Kỹ thuật sử dụng khí giới của Hồng Hài Nhi bình thường thế, nhưng Tam Muội Trương Hỏa lại quá vô địch. Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng đều bị thiêu rụi dù trước đó là luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân còn không thiêu chết được Mỹ Hầu Vương. Ngay cả Quang Âm Bồ Tát cũng chỉ hàng phục chứ không trực tiếp giao chiến với Hồng Hài Nhi. Thứ sáu, Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Lục Nhĩ Mỹ Hầu đứng ở vị trí thứ sáu. Lục Nhĩ Mỹ Hầu tính tình hung ác, nó biến ra bộ dạng của Tôn Ngộ Không rồi lại gây ra biết bao nhiêu điều ác. Sư phụ Đường Tăng do hiểu lầm rằng đồ đệ của mình dã tâm chưa sửa đổi nên đã xua đuổi Ngộ Không đi. Tôn Ngộ Không đương nhiên không nén được cơn nhịn phẫn nộ nên tạo nên một cuộc tranh đấu long trời lở đất với Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Khi mình nhận thấy được cả hai bất phân thắng bại thì cả Lục Nhĩ lẫn Tôn Ngộ Không chỉ còn biết mời chư vị hầu tiên trên trời giúp phân biệt thật giả, trả lại sự trong sạch cho mình. Tuy nhiên, đến cả phép nhãn của thần thánh, gương chiếu yêu của Lý Thiên Vương cũng đều không nhìn ra ai là thật, ai là giả.
là bởi vì Lục Nhĩ Mỹ Hầu và Tôn Ngộ Không vốn có đường sinh mệnh tương thông nhau, nên Thượng Thánh Tứ Phương cũng không thể trừ diệt được tận gốc con khỉ đá ấy. Việc giam hãm Lục Nhĩ với Thượng Thánh chỉ là tạm thời. Cuối cùng thì hai con khỉ giao đấu đến tận Tây Thiên mới sáng tỏ mọi việc. Lục Nhĩ Mỹ Hầu lộ diện chân tướng và bị Thiên binh bắt giam vào trong Đại Thiên Am của Bắc Phan. Thứ 7, Tôn Ngộ Không. Đứng thứ 7 là nhân vật chính Tôn Ngộ Không. Ngộ Không là học trò của Bồ Đề, học được 72 phép biến hóa và có thể cưỡi mây đạp gió, phi được tới 108.000 dặm. Tôn Ngộ Không cũng sở hữu được vũ khí lợi hại là gậy như ý, có thể phóng to, thu nhỏ tùy ý, tăng đại náo thiên cung và chiến đấu với thiên quân Vạn Mã, đưa Đường Tăng thuận buồm xuôi gió đi thỉnh kinh. Thứ 8, Đại Bàng Cánh Vàng Kim Sí Điểu. Kim Sí Điểu là một trong những tam đệ của ba đại ma vương thống lĩnh núi Sư Đà. Lão đại nguyên là một con sư tử vật cưỡi của Văn Thủ Bồ Tát, lão nhị là con voi vật cưỡi của Phổ Hiền Bồ Tát, và Đại Bàng Cánh Vàng có thể bay 113.000 dặm, từng đại náo địa Phật của Tây Thiên, 500 vị là hán cũng không làm gì được. Xét về nguồn gốc thì Kim Sí Điểu có nguồn gốc cao quý hơn. Từ lúc mà trời còn hỗn độn, trong các loài biết bay thì Phượng Hoàng là chúa của một loài. Phượng Hoàng sinh ra Khổng Tước và Đại Bàng, Khổng Tước không giữ núp cả Như Lai vào bụng. Như Lai rạch xương sống của nó chui ra, toang giết chết thì chư Phật đều khuyên can. Giết nó thì cũng như giết mẹ mình, Như Lai sau đó đã phong cho Khẩu Tước là Phật mẫu. Vì vậy mà lộc với vế Đại Bàng được xem là cậu của Như Lai. Thứ 9, Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương từng là đại ca kinh nghĩa của Ngộ Không đứng thứ 9. Con trai Hồng Hải Nhi lợi hại như vậy, nhưng Ngưu Ma Vương cũng không hề kém cạnh. Về bên ngoài thì Ngưu Ma Vương rất to lớn, khỏe mạnh, có một thân hình vạm vỡ và rắn chắc. Không những thế thì Ngưu Ma Vương cũng thông thạo 72 phép thần thông biến hóa, cộng thêm binh khí và là một trong những cây đinh ba bảo bối. Thế nên Ngưu Ma Vương từng giao đấu với cả ba huynh đệ Tôn Ngộ Không, mấy trăm hiệp mà không thua. Trong truyền thuyết thì Ngưu Ma Vương là một trong những chiến thần siêu việt hơn là Tôn Ngộ Không. Thế nhưng Ngưu Ma Vương đã có vợ con, lại có tận hai bà vợ nên không thể dứt bỏ được trường tục để có thể thay Ngộ Không phò tá Đường Tăng đi lấy kinh, sống cuộc đời của một người tu hành được. Thứ 10, Na Tra. Trong Tây Du Ký thì Na Tra là tam thế tử, có thiên hướng khôi ngô, tuấn tú, mặt đẹp như là ngọc, mắt sáng như sao, môi đỏ như là môi thiếu nữ. Song bản tính của Na Tra nóng nảy, thẳng thắn và thích xem vào chuyện bực bình. Na Tra tay phải cầm hỏa tìm thương, tay trái thì cầm càng khung khuyên, vai đeo giải lụa hỗn thiên lăng, lưng thì giác cửu long thần cháo và đả tiên kim chuyên, chân thì đi bánh xe phong hỏa luân. Trong Tây Du Ký thì Na Tra dùng vòng càn khôn để lén đánh ngất Ngưu Ma Vương là do lão Ngưu đã đánh rất lâu với Ngộ Không trước đó nên thì lực đã suy giảm. Dù vậy thì xét về sức mạnh và lợi hại thì Na Tra cũng không phải dạng tầm thường. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa thì Na Tra đại náo tứ hải, không có đối thủ, cũng tương tự như nhị lang thần Dương Tiễn, sau này ký nhiệm thiên giới. Thứ 11, Đại Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Đại Tháp Thiên Vương đứng thứ 11 trong 13 cao thủ của Tây Du Ký. Đại Tháp Thiên Vương hay là Tháp Tháp Thiên Vương nguyên là một quan tổng trướng ải Trường Đường dưới thời của Trụ Vương Nhà Thương. Vốn là đệ tử theo học đạo với ông Đậu Ách ở núi Cù Long, do còn nặng nợ Trần Gia nên bị đuổi về. Lý Tịnh lấy ân thịnh sinh ra được ba người con trai là Kim Tra, Mộc Tra và Na Tra. Cả ba người con trai của Lý Tịnh đều theo xiền giáo học đạo. Dù Thiên Vương Lý Tịnh là cha của Na Tra và vô số thân là thiên tướng, kiếp trước là pháp bảo Linh Châu của Thái Ức Trường Nhân nên có sức mạnh lợi hại hơn. Năm đó thì khi mà con trai Na Tra thành tiên thì Thiên Vương vẫn chỉ là một quan tổng binh Trường Đường. Sau đó được Ngọc Đế trọng dụng, phong làm đệ nhất nguyên soái, thống lĩnh từ Thiên Môn trăm vạn đại quân. Thứ 12, Cửu Đầu Trùng. Cửu Đầu Trùng thì xếp thứ 12, dù võ công không bằng Tôn Ngộ Không nhưng mà Cửu Đầu Trùng lại có một lợi thế khi mà chiến đấu dưới nước. Trong khi đó thì Ngộ Không không giỏi đánh dưới nước nên là bảo bác dưới đi, tuy nhiên cũng thua thảm hại để trở về. Sau cùng thì phải dùng kế dụ Cửu Đầu Trùng lên bờ mới bị Nhị Lang Quân bắn chết. Thứ 13, Hoàng Báo Quái. Hoàng Báo Quái hay còn gọi là Trồn Tinh xếp ở vị trí cuối cùng. Trong tiểu thuyết có đề cập thì mặc dù nói chư bát giới và sa tăng đánh nhau với yêu quái 30 hiệp bất phân thắng bại, tuy nhiên thực tế không phải vậy. Nếu mà xét về võ công thì đừng nói là hai người, có khi là 20 người cũng không thể đánh bại được yêu quái này. Thực ra thì lưỡi đao của tên yêu quái này có thể ngăn được cả gậy như ý của Tôn Ngộ Không. Vì vậy mà yêu quái này cũng có thể đánh nhau được với Tôn Ngộ Không 5-60 hiệp bất phân thắng bại. Tốc độ và phản ứng của Hoàng Bảo Quái là một trong những đệ nhất ma giới. Ngoài Tôn Ngộ Không thì hành trình vượt qua 81 kiếp nạn của thầy trò Đường Tăng gặp rất nhiều vị cao thủ, khiến đến các Phật tổ cũng phải dè chừng.
Những cái tên vừa nêu trên có phải là đã quá quen thuộc với chúng ta? Với kinh nghiệm bạn thì bạn nghĩ ai là người có sức mạnh nhất trong bộ phim này? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại comment ở phía bên dưới nhé. Và đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe vì Thế Giới Bí Ẩn sẽ còn quay lại với những video thú vị hơn nữa đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.